anh chị em phải chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng, kẻo không thì chính bữa ăn này, tức là mình mẫu thánh Đức Giêsu Kitô, trở thành bản án cho anh chị em. Và cũng kể từ đó, thần học của giáo hội kêu gọi mỗi một Kitô hữu khi đến tham dự thánh lễ, ngoài việc tham dự thánh lễ là chúng ta đến với cả tâm tình, đương nhiên tâm tình là yêu mến Thiên Chúa, nhưng cũng có những lúc chúng ta là những tội lỗi, những tội nhân đến với thánh lễ, thì thần học của Công giáo ngay từ đầu đã khuyến khích là nếu chúng ta đến để tham dự bữa ăn, đến thì tội nào ai, tội bao nhiêu tới cũng được. Nhưng nếu chúng ta tham dự và ăn bữa ăn, tức là nhận lấy mình và máu Thánh Chúa như ngôn ngữ chúng ta nói ngày nay, thì lời của Thánh Phaolô luôn luôn là một điều căn dặn, phải chuẩn bị tâm hồn xứng đáng. Và thần học Công giáo yêu cầu tất cả những người chúng ta học giáo lý từ nhỏ, ở tuổi gọi là tuổi biết suy tư, biết suy nghĩ, có lý luận, thì đừng để mình có những tội lỗi trong con người mình khi mình đón Chúa vào. Nếu tội nhẹ thì chúng ta xin tha, nếu tội trọng thì chúng ta chờ để đi xưng tội và sạch tội chúng ta mới được rước lễ. Từ việc đó chúng ta áp dụng cho những chính trị gia, nói về nguyên tắc thần học thôi, thì tất cả những người nào đi ngược lại với lời dạy của giáo hội, và không chỉ ngược lại có tính cách riêng tư, mà họ là những người lập ra luật và đi ngược lại một cách công khai, thì lời dạy của Thánh Bộ Tín Lý năm 1996 và lời của Đức Giáo Hoàng năm 2002 vẫn còn vang vọng, của Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị cũng như là của Đức Giáo Hoàng Benedicto, nó vẫn còn vang vọng, là những người công khai ủng hộ những chính sách, chứ không phải chỉ có là phá thai thôi, những chính sách đi ngược lại với lời giảng dạy của Tin Mừng, thì những người đó không nên tự mình, tức là ý muốn khuyên người đó tự họ không nên lên để rước lễ, bởi vì đây chính là sự phản nghịch rõ ràng đối với những gì mà giáo hội dạy, Thiên Chúa dạy qua lời của giáo hội. Vì thế vấn đề là không nên. Vâng, vấn đề đó nó giáo hội khơi dậy là cái vấn đề ý thức rằng việc mình đang rước ai và đúng rồi như thế nào. Thưa cha, đối với cha thì có một vài trường hợp phổ biến để gọi là ngăn việc rước miền thánh mà phổ biến trong đời sống của những người Kitô hữu, thì thưa cha cho chúng con biết một vài cái trường hợp ngăn trở chính để anh em chị em cùng ý thức cái điều đó trước khi mà lên rước miền thánh Chúa cho nó sinh hợp. Thật sự ở trong giáo lý Công giáo dạy cho chúng ta khi chúng ta mới có 6-7 tuổi thôi, và trong giáo lý Công giáo cũng dạy khi Thiên Chúa dựng nên con người thì Ngài ban cho mỗi người chúng ta có một cái chúng ta gọi là lương tâm, và chính lương tâm là tiếng nói ở trong tai của chúng ta, trong con người của chúng ta, báo cho chúng ta biết là mình làm những việc này đúng hay sai. Nhiều khi ở mặt bên ngoài chúng ta nói vậy thôi, nhưng thật sự sâu thẳm trong lương tâm là mình biết mình đang làm cái gì. Và vì thế với ý thức của lương tâm thì giáo hội nói cho chúng ta biết nếu có những điều sai trái nặng thì chắc chắn mình biết từ trong lương tâm thì mình không thể rước lễ. Nếu hỏi rằng có những điều nào mà đây là những điều tôi nói có tính cách bên ngoài, tức là thuộc về vấn đề giáo luật, hoặc là thuộc về những điều mà chúng ta có thể quan sát được, còn đương nhiên đã nói tới tội thì nó phải nằm ở bên trong, và tôi cũng sẽ cắt nghĩa tại sao mà một số các giám mục vẫn để cho những người như Joe Biden hoặc những người ủng hộ phá thai một cách công khai như Pelosi chẳng hạn vẫn rước lễ, thì tôi cũng sẽ nói. Nhưng khi cha hỏi là có những cái yếu tố nào bên ngoài thì rất dễ. Muốn trả lời, trước hết chúng ta đưa 10 điều răn của Chúa Trời ra. Trong 10 điều răn của Chúa Trời có những điều chúng ta vi phạm nặng nề, ví dụ chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ làm chứng dối, chớ muốn vợ chồng người. Tất cả những cái đó mà khi chúng ta vi phạm mình biết rồi, đó là điều răn nặng. Nhưng đó là những điều mang tính cách rất là đơn sơ và thôi thì tạm gọi là trẻ con. Ở những người lớn như chúng ta có những điều gì mà nhiều khi chúng ta thấy không rõ ràng mà mình vẫn biết chắc rằng mình đang phạm tội trọng không? Có nhiều cái. Ví dụ, không phải, Chúa Giêsu nói không phải chỉ vấn đề là ngoại tình chỉ là khi mà con người ở với nhau, mà kể cả ngoại tình tư tưởng. Đương nhiên ngoại tình tư tưởng tự nó là một tội, nó không phải là tội trọng khi như những người khác phạm tội về xác thịt ở bên ngoài. Nhưng nếu chúng ta đừng nghĩ rằng tất cả những tội nhẹ nó không cấu thành một tội trọng, đừng nghĩ như vậy. Nếu những tội nhẹ, một lời nói xấu, một lời nói hành nói xấu, hay là một lời nói không đúng về một người bên cạnh, những tội nhẹ, nhưng nếu chúng ta không biết cách kiềm chế, hay chính bản thân chúng ta là những người tạo điều kiện cho những tội đó cứ tiếp tục và cứ lặp đi lặp lại, thì hậu quả của những tội đó có thể khó có thể đo lường được, và đó chính là những tội trọng. Ví dụ một chuyện rất nhỏ, chúng ta nói hành nói xấu một người nào đó và mình biết đây là một tội, ban đầu nó không là lớn lắm, nhưng chính vì việc chúng ta lặp đi lặp lại
và chính chúng ta bôi nhọ hình ảnh của người đó, cuối cùng vì thế mà họ mất công ăn việc làm. Từ mất công ăn việc làm họ tan nát gia đình, từ tan nát gia đình vợ chồng ly dị con cái phải bị thế này thế kia. Ý tôi muốn nói, đừng nghĩ rằng có những việc chúng ta nói rất nhỏ mà nó là tội nhẹ, không hẳn. Chính lương tâm chúng ta phải nhìn lại, nếu mình không có một ý chí để sửa đổi thì ngay những tội nhẹ chúng ta phạm nó có thể trở thành tội trọng, và đó là lý do chúng ta không nên rước lệ. Ngoài những việc mà chúng ta đã thấy ở trong 10 giới răn của Chúa hoặc là 6 điều luật hội thánh, thì cả những điều tôi cho là nhỏ nhặt, ví dụ có những người nói họ chỉ có tơ tưởng ở trong tư tưởng thôi, ngoại tình trong tư tưởng, thì liệu chừng đó có phải là một tội trọng đủ để cho họ không rước lễ không? Nếu trường hợp một lần thì có thể không đến nỗi, nhưng nếu trường hợp mình nghĩ rằng nó không cấu thành đủ một tội trọng và vì thế mình gọi là gìn giữ nó và tạo điều kiện cho nó phát triển hàng ngày hàng tuần, kể cả gặp nhau ở những nơi làm việc gần như thường xuyên hàng tháng, thì chính những việc mình không có một ý thức để sửa đổi hay không có một ý thức để chống lại làm cho hành động đó trở cấu thành một tội trọng, và vì thế chúng ta không nên rước lễ. Cho nên ý tôi muốn nói như thế này, đừng phân biệt một hành động là trọng hay nhẹ, mà phải coi những việc làm chúng ta liệu chừng có gây một hậu quả nghiêm trọng, hậu quả đó hoặc là cho người khác hoặc là cho mình không. Hay nói như Doãn Tử đó, là lỗ nhỏ đắm thuyền. Nhiều khi chỉ một việc nhỏ nhưng chính vì chúng ta không để ý nó đem đến những hậu quả nghiêm trọng có thể mất linh hồn. Và nếu như vậy thì khi xưng tội nên nói, đó là lý do tại sao trong công giáo của chúng ta khi xưng tội người ta nói là phải có bao nhiêu lần. Có nhiều người đó, tại sao phải nói là con nói láo bao nhiêu lần? Thưa, bởi vì khi mình nói láo một lần nó khác với 100 lần, và chính nhiều lần nó là một trong những điều tạo cho cái tội đó trở thành trọng. Còn về phương diện bên trong thì chúng ta không xét được, và đó cũng là lý do tại sao mà Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng như các người mục đôi khi chia ra làm hai nhóm. Bởi vì một số cho rằng tôi là ai mà đứng ra để phán xét lương tâm của người này khi họ lên rước lễ, vì thế tôi không thể từ chối họ được, tôi vẫn cứ cho rước lễ. Và đó là lý do tại sao một số các chính trị gia họ vẫn cứ đưa tự lên rồi người ta vẫn cho rước lễ. Nhưng mà bù lại, một số các giám mục đi theo một chủ trương các nghĩa khác, họ nói rằng không phải là tôi cấm anh lên rước lễ và tôi cấm bằng cách là tôi không đưa bánh lễ cho anh, tôi không làm như vậy. Nhưng tôi gặp anh bên ngoài thánh lễ và tôi báo cho anh biết, vì anh là một người công khai chống lại những lời giảng dạy của giáo hội, và những lời này không phải chỉ mang tội nghiêm trọng mà nó nghiêm trọng cho xã hội. Vì thế tôi nói trước cho anh biết, anh không được rước lễ chiếu theo luật này, và ở trong giáo luật cũng có, ở trong lời dạy của giáo hội cũng có. Vì thế lần tới tôi báo trước, nếu anh lên rước lễ, anh biết rằng tôi sẽ không cho anh rước lễ, và vì thế đừng tạo nên một sự xấu hổ cho tôi cũng như cho anh, bởi vì việc này tôi đã nói trước khi tôi hành động. Còn cái việc người ta lên tới nơi rồi mà mình không nói gì cả, mình không cho rước lễ, thì cái đó có thể là khó. Nhưng tôi tin chắc với sự khôn ngoan ngày nay, các linh mục hoặc là các giám mục, khi họ, nếu họ không cho những chính trị gia này rước lễ vì lý do đó, bao giờ họ cũng báo trước, và họ báo một cách rất rõ ràng để những người này khi tự mình gọi là present themselves, khi tự mình đến, họ biết cái hậu quả như thế nào. Vâng, và có một điểm nữa, có một người có lần kia tình cờ gặp con thì nói rằng thưa cha, vấn đề rước lễ đương nhiên Chúa vẫn xét đến cái lương tâm của mình là chính, nhưng mà cũng có một số cái hình thức mình phải cần giữ trong cái việc rước lễ. Thì xin cha giải thích thêm, một số thì họ cho rằng giữ lương tâm trong sạch là được rồi, còn những cái hình thức bên ngoài thì nó phụ thuộc thôi. Nhiều lúc họ lên thì nói chung là mình cảm thấy nó khi rước Chúa nó chưa có xứng theo cái cách bên ngoài, còn lương tâm của họ thì mình không có thấy được. Thế sao? Vâng, ngày hôm nay thật sự chúng ta được rước lễ hàng ngày, và đây là một ơn từ đầu cái thế kỷ thứ 20 hả, thật sự là từ sau thời kỳ của Đức Pio thứ 9 rồi tới Đức Leo thứ 13, tất cả đã ủng hộ cho việc là giúp cho chúng ta có được rước lễ hàng ngày, cũng như là hạ cái tuổi nhỏ xuống để chúng ta có thể khi đến bàn tiệc thánh thì chúng ta rước lễ. Hơn 100 năm rồi kể từ thời giáo hội cho chúng ta rước lễ vừa hàng ngày và vừa có tính cách là hạ tuổi xuống. Và đối với chúng ta những người lớn lên trong thời kỳ này thì mình coi đó như là một việc làm đương nhiên, tức là đi lễ thì rước lễ. Nhưng nếu chúng ta học đọc lại lịch sử của giáo hội thì thấy rằng việc rước lễ là một hồng ân hết sức cao cả. Và tôi khuyên nếu có dịp, những anh chị em nào có dịp đọc lại chuyện Một Linh Hồn của chị Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu, để coi chị viết trong đó khi chị được rước lễ lần đầu, chị đã chuẩn bị tâm hồn như thế nào.
chuẩn bị một cách hết sức cẩn thận như thế nào? Ở đây cha nói về những cái điều kiện bên ngoài thì tôi xin góp một vài ý như thế này. Thứ nhất, ngày xưa để mà rước lễ thì tất cả mọi người đều phải nhịn, nhịn ăn từ bữa ăn tối cho đến sáng hôm sau mới được rước lễ. Với một ý thức gì? Ý thức là khi chúng ta rước mình máu thánh Chúa vào trong lòng với tâm tình của con người thôi, chứ còn Thiên Chúa suy nghĩ thì khác. Nhưng với tâm tình của con người, chúng ta cho rằng ngay trong cơ thể của chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, thì chúng ta cũng tiêu tán đi hết tất cả những thức ăn để dọn cung lòng của mình như là một nơi trong sạch để đón mình máu thánh Chúa. Và vì thế ở bên Tây Phương nó có một cái từ mà tiếng Mỹ này nó học lại hả? Breakfast. Là breakfast là mình ăn buổi sáng. Tức là mình bỏ cái fast đó đi, mình không có còn ăn chay nữa. Và vì thế để được rước lễ thì phải nhịn từ tối hôm trước. Sau này giáo hội xuống lại chỉ còn một tiếng đồng hồ trước khi rước lễ. Và lý do tại sao? Đây, khi giáo hội đưa ra với ý thức một tiếng đồng hồ, nó với hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, việc đầu tiên tạo cho chúng ta những Kitô hữu một ý thức là mình sắp làm gì. Bởi vì khi chúng ta làm bất cứ việc gì, mình đón một người bạn hay cái gì đó, khi mình có ý thức thì mình làm công việc nó khác. Vì thế việc nhắc nhở một tiếng đồng hồ là nhắc nhở cho mình biết mình sắp làm gì. Việc thứ hai, một tiếng đồng hồ thì nó không là gì cả, nó không phải thức ăn rồi này kia. Nhưng trong một tiếng đồng hồ giúp cho chúng ta ít nhất là tập trung, tập trung vào với ý thức mình sắp làm gì, từ những việc làm có tính cách thể lý, tức là con người của chúng ta, góp ý để đưa chúng ta đón nhận Đức Giêsu Kitô ở trong cái ý tinh thần một cách gọi là sốt sáng hơn. Đó là hình thức bên ngoài. Ngoài hình thức đó, việc chúng ta lên rước lễ tùy theo, ở đây thì tôi không nói việc rước tay hoặc là rước lưới, bởi vì tùy theo địa phương cũng như tùy theo sức khỏe cũng như hoàn cảnh của mỗi một con người. Tôi chỉ nói rằng giáo hội cho phép. Và khi giáo hội cho phép thì chúng ta hiểu rằng đây là cả một giáo hội hoàng vũ, cả hàng mấy tỷ người ở trong đó, mỗi một người một hoàn cảnh khác nhau, bệnh tật khác nhau, hoàn cảnh văn hóa khác nhau. Nhưng điều quan trọng là mỗi một người chúng ta phải có lòng thành kính. Và hình thức mà ngày xưa Thánh Isidro đã chỉ cho chúng ta đặt tay trái ở trên tay phải như là một vương miện để đón Đức Giêsu vào ở trong lòng mình cũng là một hình thức cung kính. Nhưng hình thức bên ngoài thì tôi nói làm thế nào để mình khi đến đi lễ, khi mình rước lễ, riêng đối với mình phải tỏ lòng cung kính nhất, bởi vì mình hiểu rằng mình đang đón Vua Trời Đất vào ở trong lòng của mình. Vì thế khi đi lên rước lễ, ít nhất đối với những trẻ em mình phải dạy cho nó biết tỏ lòng cung kính, biết có sự gọi là kính trọng. Đó là những hình thức bên ngoài. Và việc mà chúng ta ăn chay hoặc là kiêng một tiếng đồng hồ là những điều mà giáo hội dặn với tính cách là để cho chúng ta ý thức việc làm của mình. Vâng, chắc cha trong đời sống mục vụ của cha cũng gặp nhiều trường hợp rồi. Nhưng mà có một điều mà cha có thể nhận thấy, đó là thường giáo dân hay tìm kẽ hở của giáo luật để mà biện minh cho cái hành động của mình. Cái đó có, là con người chúng ta muốn trốn hơn là muốn giữ những cái luật đó, thì là con người và thậm chí cả về tôn giáo nữa. Cho nên cũng có thể có tới hai thái cực, một bên thì giữ quá nghiêm ngặt, một bên thì lại là quá lỏng các vấn đề giữ luật, mình không có dung hòa được hai cái đó. Có những người có những cụ lớn tuổi rồi rất là khó, tất nhiên là giữ là phải giữ đúng như vậy, còn ai không giữ đúng là tự nhiên mình cảm thấy bứt rứt, các cụ cảm thấy khó chịu lắm. Đối với những giáo dân như vậy thì cha có lời khuyên nào? Vâng, tôi có một lời khuyên như thế này, nhưng mà lời khuyên này là dành cho những thành phần trưởng thành và có đời sống đạo đức tốt cao. Thánh Thomas Aquino ngài nói yêu đi rồi làm gì thì làm. Vâng, trong tình yêu nó không có luật, nhưng để cho mình bỏ hết tất cả luật, mình phải đạt ở một mức độ yêu cao độ. Có nghĩa là chính từ bản chất tình yêu luôn nghĩ tới người khác, luôn nghĩ đến cái tốt, luôn nghĩ một cái gì tuyệt vời. Vì thế luật rất cần thiết. Và như cha nói, một số các bác họ giữ luật bởi vì đơn sơ họ nghĩ rằng luật đem lại ơn cứu độ và đối với họ không có gì mới. Nếu chúng ta trở lại với Cựu Ước có 613 luật, nếu chúng ta trở lại với Pha-ri-siêu ở trong thời kỳ Tân Ước của Chúa Giê-xu, họ là những người rất tốt, họ là những người đạo đức, nhưng họ không biết gì hơn ngoại trừ giữ luật, bởi vì đối với họ luật là một điều kiện để đem lại ơn cứu độ. Nhưng khi Chúa Giê-xu đến thì ngài nói rằng không cần, không phải là ngài bỏ đi luật, ngài nói một chấm một phép nó cũng không bỏ, nhưng ngài nói tất cả 613 luật có thể quy lại hai điều: yêu Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, ở như ở trong sách Đệ Nhị Luật chương 6 được gọi là Shema đó, của người Do Thái nói, và thứ hai là yêu tha nhân. Và khi chúng ta có tình yêu rồi
thì tại sao mà Thánh Thomas Aquino nói là yêu thì đi rồi làm gì thì làm? Thưa, bởi vì chúng ta giữ luật là khi chúng ta chưa yêu một cách trọn vẹn hết mình. Hãy thử nghĩ, nếu chúng ta yêu Chúa, yêu cha mẹ, yêu anh chị em, nếu chúng ta yêu hết mình, thì liệu chừng chúng ta có còn ngồi đó để mà gọi là so đo, liệu chừng tôi đi lễ tới sớm một phút hay là trễ một phút có sao không? Tôi ăn chay ngày thứ sáu mà bây giờ là 12 giờ một phút của ngày thứ bảy rồi, tôi ăn được không? Liệu chừng khi chúng ta yêu rồi, có bao giờ mình so đo những cái nhỏ nhặt như vậy không? Hay mình nghĩ rằng, ồ tôi ăn chay một ngày để cho mẹ tôi vui, tôi làm việc này cho ba tôi vui, nhưng tôi không biết là tôi làm thêm nữa ông bà có vui nữa không? Mà nếu ông bà vui tôi sẽ làm thêm. Vì thế những ai hiểu được tư tưởng thần học của Thánh Thomas Aquino, yêu đi rồi làm gì thì làm. Ngài không đến để phá luật, nhưng Ngài đến để lặp lại tư tưởng của Chúa Giêsu. Nếu tất cả anh chị em giữ hai điều, yêu Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, như ở trong sách Đệ Nhị Luật chương 6 đòi hỏi, và yêu tha nhân như chính mình, thì tôi nói thật với anh chị em, tất cả những luật giáo hội đặt ra, kể cả luật Thiên Chúa đặt ra, anh chị em sẽ không quan tâm đâu. Bởi vì hai điều đó nó bao phủ tất cả rồi. Lúc đó sẽ không còn ai nhắc nhở anh chị em đi đọc kinh đi lễ. Lý do tại sao? Bởi vì tình yêu của anh chị em, nói như lời Thánh Phaolô trong Roma chương 8, không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Đức Giêsu Kitô. Mà nếu trường hợp như vậy, ai có thể chặn, ai có thể bắt, ai có thể ngăn cản anh chị em đi đọc kinh đi lễ được? Vâng, cảm ơn cha rất là nhiều. Yêu thương và chu toàn lề luật như Thánh Phaolô đã nói. Cảm ơn cha đã đến với chúng con trong buổi hội thoại ngày hôm nay, nói về cách thức sinh hợp chúng ta chuẩn bị tâm hồn để rước Chúa, cách riêng nói về vị thế thân thể. Cảm ơn cha đã giải thích thêm cho chúng con. Giờ đây xin cha dâng lời nguyện cũng như ban phép lành cho quý khán thính giả ngày hôm nay. Lạy Chúa là cha hay thương xót, Chúa đã gửi Đức Giêsu Kitô đến sống giữa chúng con và còn ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho chúng con tất cả những tội nhân biết luôn chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón rước Chúa. Và trước khi nhìn đến những người chung quanh, xin cho chúng con hiểu rằng đừng để việc chúng con rước Chúa trở thành một bản án lên án chúng con, như lời Thánh Phaolô cảnh báo với Kitô hữu trong những năm tháng đầu tiên của giáo hội. Chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả những ai chưa hiểu được điều này luôn chuẩn bị tâm hồn xứng đáng, và cho chúng con cũng biết được điều đó để mỗi một khi đến với bàn tiệc thánh, chúng con đón nhận được nhiều nguồn ơn thánh. Đầu của một đôi vợ chồng mới, và đó là tiêu chuẩn để chúng ta xây dựng một hôn nhân vững mạnh. Để một hôn nhân vững mạnh, đừng nghĩ chỉ có đời của mình, và vì thế có biết bao nhiêu gia đình, có biết bao nhiêu cha mẹ đã bỏ quá nhiều công sức để tự mình lo lắng cho tương lai con cái, mà nghĩ rằng nếu mình bỏ vào trong ngân hàng một số tiền thì sau này con mình sẽ không phải khổ, nếu mình làm cho nhiều tiền để rồi con mình nó sẽ được học trường này trường kia, mà quên đi một điều là ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Nếu trường hợp không có sự hiện diện của Chúa, không có đức tin, thì khi nó còn nhỏ chúng ta nói sao nó nghe vậy, nhưng đến khi lớn tất cả những công việc làm của mình trở nên vô ích. Bởi vì không những nó không có đức tin, mà rồi nó sẽ làm ngược ý chúng ta, nó làm theo ý riêng của nó. Vì thế, thái độ đầu tiên cần phải có để xây dựng một hôn nhân vững mạnh là cần có đức tin. Ở trong đó, chúng ta mời Thiên Chúa, mời Đức Maria, mời Chúa Giêsu, mời các tông đồ đến dự tiệc, như là hôn nhân đầu tiên mà chúng ta thấy ở trong tiệc cưới Cana. Cơ sở đức tin nó cần thiết, bởi vì khi có đức tin thì chúng ta mới làm mọi công việc với một tư tưởng là hướng về đời sau. Còn những ai không có đức tin, họ chỉ sống có đời này, thì câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta lại phải quá lo lắng? Bởi vì 36.000 ngày là mấy cảnh phù du trông thấy cũng nực cười rồi đấy, tất cả cũng qua đi, bởi vì tất cả cũng trở thành tro bụi. Nếu trường hợp chúng ta không có đức tin thì những việc làm của chúng ta hiện tại ở đời này cùng lắm cũng chỉ được những người khác vinh quang một hình thức chóng qua mà thôi. Cho nên cơ sở đức tin phải cần dựa trên tình yêu. Hôn nhân mà căn bản thì bắt buộc phải là hôn nhân dựa trên tình yêu. Có dịp lần trước về đây trong dịp tĩnh tâm mùa chay, con cũng đã có nói chuyện hôn nhân, những người dẫn đến, những nguyên nhân để dẫn đến hôn nhân nó có rất nhiều. Và có nhiều những nguyên nhân mà nhiều khi chúng ta nhìn lại thấy là nó hoàn toàn đi nghịch với căn tính của hôn nhân. Căn tính của hôn nhân phải là tình yêu. Vậy mà có những người đến với hôn nhân chỉ bởi vì họ muốn chiếm hữu một người nào đó chẳng hạn. Có những người muốn cho người khác biết rằng
tôi có thể chiếm được cô gái đẹp đó, tôi có thể lấy được nó. Có những người lấy để trả nợ, có những người lấy vì một lý do riêng. Tất cả những hôn nhân mà không nằm trên căn bản của tình yêu thì chắc chắn một điều, chắc chắn một điều là những hôn nhân đó sẽ đổ vỡ. Vì thế, để có một hôn nhân vững mạnh, hai yếu tố căn bản, đức tin và tình yêu bắt buộc phải có ở trong hôn nhân. Dựa trên cơ sở tình yêu là gì? Ở trong thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 4 câu 20, Ngài nói: Thiên Chúa vô hình, Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa vô hình. Vì thế, những ai nói rằng mình yêu Thiên Chúa mà mình không yêu anh chị em xung quanh mình là những người nói láo. Bởi vì Thiên Chúa, anh chị em mình là đấng hữu hình, hiện diện bên mình mà mình không yêu thì làm sao có thể yêu một đấng vô hình được. Thật sự, Thánh Gioan muốn nói là ở trong đời của chúng ta, cái mà chúng ta gọi là tình yêu đó, nó trở thành cái dạng gọi là tình yêu ảo. Chúng ta biết có những em nhỏ 14, 15, 16 tuổi bước vào ở trong phòng của nó đó, con cháu của chúng ta thấy gì? Ở trong căn phòng của nó dán hình của các tài tử đẹp lắm. Nào là tài tử Mỹ thì có cái gì? Brad, cái gì phải không? Rồi có các ông, các đứa em nhỏ thì nó dán hình của các tài tử đẹp lắm. Rồi bây giờ đến Việt Nam thì hình các ngôi sao của Hàn Quốc rất đẹp. Mà có bao giờ gặp những người đó đâu. Mà mỗi lần cái ông tài tử đó, cái cô tài tử đó chỉ cần thay một mái tóc, đi một đôi dép là nó mua cho bằng được. Mà tình yêu của nó dành cho những người này nó không phải là không có thật. Nó có thật đó, nó có thật đến độ cái người đó, ông đó, cô đó, mà chỉ cần đau vô nhà thương, tụi nó ùa tới, nó khóc, nó thương, nó làm giống như là người yêu của nó vậy. Chỉ có điều chưa bao giờ gặp nhau. Đó là những dạng tình yêu ảo, tình yêu một chiều, tình yêu tưởng tượng, mà chính chúng ta là những người lớn đôi khi rơi vào hoàn cảnh đó. Khi chúng ta nói là chúng ta yêu mến Thiên Chúa mà chúng ta quên đi những người chung quanh mình, ý con muốn nói là người vợ, người chồng của mình cái đã. Vì thế Thánh Gioan nói làm sao? Những người không yêu anh chị em mình mà yêu Thiên Chúa, đó là những người nói láo. Rồi ở trong thư của Thánh Gioan cũng trong chương 4, Ngài nói tình yêu nó xóa tan sự sợ sệt. Đây là một câu nói hết sức căn bản về triết lý và tâm lý. Trong tình yêu không có sự sợ sệt. Ở trong sách Sáng Thế, khi Thiên Chúa dựng nên ông bà, cả hai ông bà trần truồng, và cái danh từ trần truồng, cái tính từ trần truồng ở trong Kinh Thánh nói lên được hai người đối diện với nhau mà không hề cảm thấy sợ sệt hay xấu hổ. Bởi vì tình yêu đã cưu mang và làm cho hai ông bà cảm thấy trở nên một, mà trở nên một thì trong đó không hề có sự che giấu. Nhưng sau khi hai ông bà phạm tội thì việc đầu tiên là chính hai ông bà đã tìm cách để che thân xác của mình, bởi vì hai ông bà bắt đầu có sự xấu hổ. Tình yêu tự nó không có sự sợ sệt, bởi vì ở chính trong tình yêu con người có thể dám chia sẻ và nói thật với nhau. Và ngay tình yêu làm cho con người có thể chết được, bởi vì họ không còn biết sợ sệt. Một khi con người bắt đầu dè dặt, bắt đầu che giấu, bắt đầu sợ sệt là hình thức của tình yêu bắt đầu chuyển qua một dạng tình yêu ích kỷ, hay nói đúng hơn là tình yêu nó xuống cấp rồi. Đến lúc này tình yêu không còn tràn đầy như trước nữa. Và vì thế một hôn nhân vững mạnh có hai điều: một là đức tin, hai là tình yêu. Mà ở trong đó tình yêu phải là tình yêu yêu thương người bên cạnh mình, và tình yêu làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái, không hề sợ sệt. Có bốn dạng tình yêu ở trong đời sống. Thứ nhất là ở trong tiếng Hy Lạp, người ta nói đến dạng storge là một cái dạng tình yêu. Những cái này thật sự nó cũng không cần thiết lắm, nhưng mà chúng ta cũng nên biết. Đây là một dạng tình yêu đến một cách tự nhiên, không bị ép buộc, giống như tình yêu đến giữa cha mẹ với con cái, giữa anh em bạn bè. Tình yêu thứ hai là philia, là tình yêu bạn bè giữa những người. Ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy có câu chuyện của Nathanael với David hả? Rồi các vị thánh họ có những cái tình bạn ở trong cộng đoàn, chúng ta có những tình bạn với nhau. Rồi chuyện của các cái thần thoại Hy Lạp, hay là ngay cả ở trong văn chương của chúng ta cũng kể tới những người bạn bè thân thuộc hả? Trong văn chương của Việt Nam cũng có rất nhiều, Lưu Bình, Dương Lễ chẳng hạn, kể lại những cái chuyện tàu. Nhưng mà nói lên được cái tình bạn của nhau. Cái thứ ba là Eros. Đây là một loại tình cảm, ở trong đó nó có chứa đựng một chút tình dục, mà đây là điều cần thiết để cho xã hội tiếp tục ở trên mặt đất này. Đây là một quà tặng Thiên Chúa Ngài ban cho con người. Và vì thế tình dục tự nó
là một điều tốt, là một quà tặng tốt. Cho nên sau khi dựng nên thì Thiên Chúa nói việc này tốt, điều này tốt. Cái không tốt là bởi vì chúng ta sử dụng nó với một ý chí, với một ý nghĩ sai. Còn tự nó là một quà tặng tốt. Cái thứ tư là agape, một loại tình yêu không có điều kiện, một loại tình yêu có cam kết, có hy sinh. Tình yêu của những người hy sinh cho người khác, những người yêu nước, chết vì nước chẳng hạn. Những người, những linh mục nam nữ tu sĩ đi tu để mà phục vụ cho giáo hội. Rồi anh chị em nhiều khi hy sinh cho cộng đoàn. Tất cả những cái mà chúng ta gọi là tình yêu, nó có tính cách không điều kiện, yêu thương người khác không đòi phải trả lại, gọi là tình yêu vô vụ lợi. Qua cái bốn dạng tình yêu này, chúng ta muốn nói đến tình yêu thật, đó là Đức Giêsu Kitô, đó là Thiên Chúa. Chúng ta theo được cái định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Ở trong thư thứ nhất của Thánh Gioan, Chúa Thánh Thần linh hướng cho Ngài, và vì thế Ngài đưa một định nghĩa tuyệt vời: Thiên Chúa là tình yêu. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Xuân Diệu hỏi như vậy, có nghĩa gì đâu, một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Tình yêu không cắt nghĩa được, bởi vì nó cũng một buổi chiều nhẹ, nó cũng nắng nhạt, nó cũng y như vậy. Một năm nó có tới cả trăm ngày nắng nhạt, một năm nó có cả trăm ngày gió nhẹ nhẹ, chứ đâu phải chỉ có hôm nay. Nhưng mà bởi vì hôm nay em cũng đi qua con đường này bao nhiêu lần rồi, mà tự nhiên hôm nay nhìn em thấy khác, và từ đó bắt đầu mọi sự thay đổi, cảnh vật thay đổi, yêu rồi. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Tình yêu không cắt nghĩa được, nhưng tất cả mọi con người sinh ra đều cảm nghiệm được tình yêu. Mà tình yêu đầu đời họ cảm nghiệm là tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Và vì thế dù không diễn tả được, bất cứ ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm được. Cho nên chúng ta phải hiểu được tình yêu là gì. Cho nên Thánh Gioan đã dùng chính cảm nghiệm mà ai cũng có để Ngài đưa ra một định nghĩa hết sức tuyệt vời: Thiên Chúa chính là tình yêu. Nhưng đừng hiểu lầm, đừng nghĩ rằng tất cả những gì mà chúng ta cho là tình yêu đó chính là Thiên Chúa, chưa hẳn. Bởi vì con người của chúng ta có thể tự đánh lừa chính mình. Có những tình yêu mà nó làm cho con người trở nên mù quáng. Rồi có những loại tình yêu mà mình cứ ngỡ rằng là yêu, hay là tình yêu một chiều, hay tình yêu ảo như con vừa mới nói. Mà những loại tình yêu như thế chưa hẳn đã là Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa là tình yêu thì tình yêu của Thiên Chúa nó đòi hỏi rất nhiều. Ở trong đó có sự hy sinh, ngay cả sự chết cho người khác được sống. Ở đây chúng ta coi chừng tình yêu nó bị hiểu sai lạc. Tình yêu trước hết nó phải đến từ Thiên Chúa. Ở trong thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 4, Ngài nói Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước. Ý Ngài muốn nói gì? Sự hiện diện của chúng ta trên trái đất này thật sự không cần thiết phải có. Nếu trường hợp Thiên Chúa không tạo dựng vũ trụ thì Thiên Chúa có là Thiên Chúa không? Thưa Ngài, vẫn là Thiên Chúa. Nếu trường hợp Thiên Chúa không tạo dựng con người, liệu chừng Thiên Chúa có bớt làm Thiên Chúa, Ngài có xuống một cái cấp độ nào khác không? Thưa, hoàn toàn không. Vậy thì việc tạo dựng chúng ta và vũ trụ có thêm gì cho Thiên Chúa? Có làm cho Ngài vinh quang không? Có Ngài làm cho Ngài vinh quang hơn một chút nào không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Vậy tại sao Ngài lại phải tạo dựng? Thưa, bởi vì Ngài yêu thương chúng ta trước. Vì yêu thương cho nên Ngài mới tạo dựng chúng ta, Ngài mới cứu chuộc chúng ta. Bây giờ là đến lúc chúng ta đáp trả lại tình yêu. Hôn nhân của anh chị em đang có trong tay, nó đến bắt đầu với tình yêu trước. Mà tình yêu anh chị em đến với người khác hầu như là hoàn toàn đến bởi vì anh chị em yêu người khác, chứ không có một đòi hỏi gì đáp lại. Có một bài hát có một câu: anh yêu em chỉ vì em, có phải cái câu hát gì đó? Vì đó là em, đó chính thật sự là tình yêu. Yêu em không phải bởi vì em đẹp, em cao hay là em giỏi, mà yêu em chỉ vì em. Tình yêu mà ông bà dành cho nhau trong đám cưới, trong hôn nhân, là tình yêu đầu tiên mình đến trước với người khác. Đương nhiên có thể là người kia tỏ tình với mình, nhưng mà đang nói từ trong thâm tâm của mình, chính mình là người đến trước. Đến trước đây có thể là bên kia đá lòng nhau trước, cái chuyện đó không cần thiết. Nhưng mà đến trước đây, ý tôi muốn nói là chính tình cảm của mình đổ ra và mình dành cho người đó mà chưa đòi hỏi người đó phải đáp trả lại. Mình chỉ mong đợi là người đó đáp trả lại thôi. Nếu trường hợp họ đáp trả thì mừng, nếu không được thì buồn, thì tương tư. Tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau mà chẳng đặng thì thương hoài ngàn năm thôi. Nhưng mà coi chừng lấy nhau được rồi thì nó không có, nó thương được chừng có 3 ngày à.
ở trong tình yêu mà anh chị em dành cho nhau, trước hết nó đến từ bản thân mình. Và vì thế, cái lối diễn tả của tình yêu đến với anh chị em, nhớ lại những ngày đầu mà anh chị em gặp nhau, tình cảm của những đứa nhỏ mới lớn, tình cảm có thể nó bị mù lòa bởi cái trí khôn của nó còn nhỏ, bởi những cái mà ngày nay chúng ta biết là chúng nó bị đánh lừa hả? Nhưng ít nhất những ấn tượng đầu tiên ở trong đời người cũng cho phép chúng nó được hiểu thế nào là cảm nghiệm của tình yêu, của những cái nhớ nhung, của những cái gì mà chúng nó nói. Cứ thấy các đứa trẻ 14, 15, 16 tuổi bây giờ đó, nó có cái cellular phone trong tay đó. Nhiều khi mình ngồi nghe nó nói chuyện đó, bắt đầu buổi sáng mình ra nấu cơm nó ăn, mình tưởng xong mình coi phim hết một phim bộ rồi, mình nghĩ là nó hết nói rồi, vậy mà nó nói hết pin, nó cắm điện, nó nói tiếp. Nó nói 3, 4 tiếng đồng hồ. Đã không những nó nói nhiều rồi mà cái nội dung của câu chuyện không cần thiết. Bởi vì mục đích của tình yêu không phải để giải quyết những khúc mắc, mà mục đích của tình yêu để chỉ có sự hiện diện gần gũi và nói chuyện với nhau. Nội dung của câu chuyện không phải là điều cần thiết. 2-3 tiếng đồng hồ, nó nói lui nói tới có 2 câu chứ nhiêu. Mình đứng ngoài mình nghe mình nhức đầu. Sao bên đó khỏe không? Khỏe. Bên kia làm sao? Sao là làm sao? Bên này hỏi làm sao? Nhưng mà bên kia làm sao? Bên này làm sao? Sao? Đó đâu nó không sao mà sao? Nó nói ngoài mình nhức đầu, nó thôi mày dẹp đi. Nhưng mà đối với tụi nó, đó là tình yêu. Nó đâu có cần mình hiểu, mà nó cũng đâu có cần hiểu. Nó chỉ cần có người đối thoại và nó cảm thấy có sự hiện diện là đủ rồi. Ngày xưa mà các ông mà đi yêu các bà cũng khổ nhé. Thời buổi này thì nó yêu nó tới nó nói xong rồi bắt đầu nó chở đi ăn chè, ăn cà phê, uống cà phê gì đó. Ngày xưa mà thương em thì đâu có dám vô nhà, cứ đi qua đi lại hỏi có gà bán không. Tình yêu trước hết nó đến từ cái người mà đi qua đi lại hỏi có gà bán không đó hả? Tình yêu nó phải được cảm nghiệm. Tội cho một số người lớn lên, họ sống trong một cái hoàn cảnh gia đình mà chính cái bối cảnh gia đình không cho họ cảm nghiệm được tình yêu. Hôm nay tôi không nói về đề tài hôn nhân đồng tính, nhưng mà có dịp tôi trình bày ở trong một cái hội đại hội khác ở dưới Orange. Ở đó tại sao giáo hội chống hôn nhân đồng tính, và nhất là những người nghĩ rằng họ có thể có con được chỉ bởi vì họ dùng thụ thai nhân tạo. Nên nhớ, quyền lợi của đứa bé nó phải được lớn lên ở trong một môi trường mà chúng ta gọi là tự nhiên, để nó cảm nghiệm được tình yêu của người cha người mẹ. Khi chúng ta biến những đứa trẻ trở thành một vật sở hữu cho chính mình muốn có con cho vui, mà mình quên rằng cái môi trường mình tạo ra là một môi trường thiếu bóng dáng của người này người kia, nó sống trong một cái môi trường khập khỉnh, gọi là một môi trường không đầy đủ, thì làm sao nó có thể cảm nghiệm được tình yêu một cách đầy đủ được. Và đó là sai sót của người lớn, bởi vì chúng nó bị tạo ra bởi những con người coi nó như là một vật sở hữu để thỏa mãn cái niềm vui riêng của họ. Tình yêu phải được cảm nghiệm, và cảm nghiệm ở trong một môi trường đúng đắn. Ở trong đó người vợ người chồng phải yêu thương nhau. Tôi không nói tình yêu nó dễ dàng lắm đâu. Nếu một tình yêu mà nó cứ thông suốt thì ông bà mình đâu có dạy cho mình là phải chịu khó chịu khổ, là phải hy sinh, phải biết chồng giận thì vợ bớt lời. Những câu nói đó là bởi vì ông bà mình đã kinh qua quá nhiều những cảm nghiệm mà ông bà dạy cho mình như thế nào. Ở trên đời mình phải hiểu, ở đời thì được vợ mất chồng chứ đâu phải rồng mà được cả đôi. Những câu nói như vậy chứng tỏ ông bà mình họ đã sống và họ đã hiểu được cái đau khổ. Mà trong cái đau khổ đó, có dịp tôi cũng đã nói, nó có cái thú, gọi là cái thú đau thương đó. Ở trong cái đau khổ đó, nó có cái niềm vui của hôn nhân, nó có cái niềm vui của những người chịu đau khổ, mà chịu đau khổ cho nhau, vì nhau. Ở trong tình yêu chân thật, chúng ta cảm nghiệm tình yêu như thế nào? Thưa, trước hết chúng ta phải cảm nghiệm tình yêu với bắt đầu bằng sự hiện diện. Hãy nhìn những đứa trẻ khi nó cầm phone nói chuyện với nhau, đứa này bên này, đứa kia bên kia, nó nói cả ngày. Rồi đến khi đi ngủ, bữa này phone không có tính phút nữa rồi, nó đi ngủ nó mở phone để vậy nghe tiếng bên kia ngáy, vậy là đủ rồi. Sự hiện diện mà tôi muốn nói ở đây, tôi muốn nói đến vợ chồng trước. Những ngày anh chị em mới lấy nhau thì như bóng với hình, chúng ta không thể rời được. Bởi vì trong đôi mắt anh em là tất cả, cho nên anh không thể sống mà thiếu em được. Nhưng liệu chừng 5-10 năm sau, liệu chúng ta có để ý khi bước về nhà, người vợ trang điểm cho đẹp, để rồi ngồi một lúc ăn cơm mà không hề thấy chồng khen một câu?
Một bữa ăn ngon dọn lên rồi, đùng một cái có một cú phone gọi vào: thôi anh phải đi nha em. Mà quên rằng cô ta đã bỏ biết bao nhiêu thời gian, bởi vì biết đây là món canh anh muốn và biết món canh này anh rất thích. Sự hiện diện nó không phải chỉ ngồi nhìn nhau, mà sự hiện diện khi mình tinh tế để ý tới những cái người phối ngẫu của mình đang có và đang cần đến một lời khen, một cái nhìn, một sự vuốt ve. Có những lúc chúng ta đi làm về cứ cho là bởi vì mình mệt nhọc và lấy sự mệt nhọc như là một lý do để lý giải cho tất cả những gì mà chúng ta bỏ qua. Hôm nay anh đi làm tóc về anh có thấy đẹp không? Ở đâu để ý đâu. Chúng ta không hiện diện ở với nhau, chúng ta không nhìn nhau và không lúc nào nghĩ rằng mình phải có mặt với nhau. Đương nhiên công việc ai cũng bận rộn, mà sự hiện diện nó hết sức cần thiết. Những người vợ đi làm cũng mệt nhọc, rồi đi về nhiều khi cũng không khen chồng một tiếng, là bởi vì hôm nay cỏ mới vừa cắt xong, bà gần như không quan tâm. Còn tệ hơn nữa là nhiều khi thấy rồi, quan tâm rồi nhưng mà không muốn khen, bởi vì mình cũng mệt như ông vậy. Tình cảm đầu tiên nó bắt đầu bằng sự hiện diện. Ở trong đó hai vợ chồng phải có sự hiện diện, nhìn nhận ra có nhau. Có nhau không chỉ bằng ngồi nhìn nhau, mà chúng ta nhìn những gì chúng ta làm cho nhau. Sự hiện diện nó bắt đầu trước hết là, nếu trường hợp nói ở trong đời sống hôn nhân của Công giáo, là nó phải bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Nhưng thôi, tôi muốn hạ thấp xuống một chút. Nhiều khi mình thần thánh hóa con người mình nhiều quá, thì đến lúc nào đó mình sống ở trên trời chứ mình không sống dưới đất nữa. Thôi xuống một chút đi. Hiện diện là khi mình để ý những nhu cầu của nhau. Có những lúc mình đi về thấy vợ mình mệt, liệu chừng mình có thấy được hay không? Hay đi về, cơm đâu rồi, bây giờ này mà chưa xong hả? Nếu trường hợp gặp những bà dễ thương, hiền lành, thì bà nói thôi anh chờ một chút. Nếu trường hợp gặp những bà khác cũng khó chịu, bởi vì từ sáng đến giờ con nó khóc mà dỗ nó không nín, rồi nó đang đau bệnh. Ông tưởng tôi ở nhà sướng lắm hả? Vậy thì ông ở nhà đi, nếu cần tôi đi chỗ khác. Sự hiện diện nó bắt đầu khi chúng ta nhìn những nhu cầu và chúng ta nhìn thấy được trong nhau. Mà khi đã nhìn nhau rồi, sự hiện diện nó có mặt rồi, có bao giờ chúng ta để ý? Mà anh chị em tất cả ai cũng có, không cần phải để ý tới người khác. Hãy nhìn lấy chính bản thân vợ chồng mình. Trong thời kỳ hạnh phúc, trong thời kỳ mà đã còn tay trong tay, Man La La Man, ngày xưa có cái bài hát là Tay Trong Tay của Pháp, hát thích lắm hả? Tu Lê Cạc Sô Nghe Lê Phi, cái gì đó, tất cả mấy đứa con trai, đứa con gái nắm tay trong tay đi đó hả? Thời kỳ mà đang còn tay trong tay cầm nhau đó, có bao giờ anh chị em để ý là vợ chồng mình thương yêu nhau và hiểu nhau đến độ khi mình nói chuyện thì câu nói trước của người chồng nửa sau được người vợ điền vào chỗ trống, hay là người vợ nói một nửa, người chồng nói một nửa mà không bao giờ tranh cãi nhau, đơn giản chỉ vì hai người hiểu nhau. Rồi một thời gian qua, hai người không hiểu nhau cho nên trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Người ta gọi phone tới nói: à, hôm qua anh nói với em là sẽ tới đây lấy cái bình hoa. Ai nói hoa này tôi mua mà tại sao? Bởi vì hai vợ chồng không còn thông cảm nói chuyện với nhau nữa, thiếu sự hiện diện. Điểm thứ hai là trong tình yêu nó đi từ lãng mạn đến hy sinh và phó thác. Tình yêu bắt đầu bằng lãng mạn, tạ ơn Chúa. Nếu trường hợp tình yêu nó bắt đầu bằng hy sinh thì chắc ở đây không ai dám lấy vợ lấy chồng. Nhưng mà tình yêu nó bắt đầu bằng một cái gì hết sức đẹp, nó lãng mạn, nó tuyệt vời. Và vì thế chính những cái cảm nghiệm lâng lâng đó mới đưa ông bà đến bàn thờ để cưới nhau. Nhưng sau khi cưới nhau rồi thì áo nàng vàng lúc đó thì nó lãng mạn lắm. Áo nàng vàng thì anh về Thiều Hòa Cúc, mà áo nàng xanh thì anh mến lá sân trường. Sở thứ tình không đủ nghĩa yêu đương cho nên pha thêm chút mực nữa, ô nó lãng mạn vô cùng. Nhưng đó chỉ là thời kỳ đầu thôi. Thời kỳ mà áo nàng vàng thì anh đi theo hả? Rồi còn gì đó, thơ của Nguyên Sa, cái gì đó, áo lụa Hà Đông hả? Nắng Sài Gòn nó nắng như vậy đó, mà chỉ cần em mặc cái áo đi qua là khỏi cần máy lạnh luôn. Em đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Wow! Nghe tuyệt vời quá. Nó lãng mạn lắm. Cho đến khi cái lãng mạn đó nó bắt đầu từ từ nó mất đi, bởi vì thực tế của đời sống đem đến, rồi ý kiến của vợ: em muốn mình xây cái nhà này, mình sơn cái màu xanh này. Không được, màu xanh không được, là bắt đầu có sự cãi vã. Thôi tối hôm nay mình ăn cơm. Tôi không ăn cơm, tôi giờ đòi, tôi chỉ muốn ăn cháo. Chính những cái gây gỗ, những cái khác biệt trong tư tưởng bắt đầu từ lãng mạn chuyển qua cần phải có hy sinh. Bởi vì chính chúng ta là những người phải nhường nhịn cho người khác biết rằng cuộc sống hiện tại muốn có hạnh phúc phải biết nhường nhịn nhau.
rồi từ hy sinh đưa đến phó thác. Ở đây tôi muốn nói tới gương mẫu của Đức Giêsu Kitô, học gương tình yêu của Đức Giêsu Kitô. Chỉ vì Thiên Chúa yêu con người và nói như Thánh Gioan, Thiên Chúa yêu chúng ta trước, cho nên khi yêu có thể rất lãng mạn. Ngài yêu con người, Ngài dựng nên, rồi con người rồi đây sẽ được kết hợp với Thiên Chúa trên thiên đàng, nhưng đó chỉ là giây phút lãng mạn. Cho đến khi con người bắt đầu bức trái táo, ăn rồi nói gian nói dối, lúc đó Thiên Chúa mới phải xuống để chết cứu độ cho chúng ta. Trong tình yêu nó đòi hỏi phải hy sinh, rồi hy sinh tới độ phải phó thác. Phó thác có nghĩa là gì? Nếu không phải là một hình thức nào đó tự chúng ta coi mình gần như không có cho sự bình an của gia đình. Ở trong bài giảng, trong thánh lễ vừa rồi, con cũng có nói, có những lúc chúng ta nhận ra sự sai trái của mình, hay có những lúc không phải vì sự sai trái của mình cũng vẫn sẵn sàng xin lỗi. Xin lỗi không phải vì mình có lỗi, mà xin lỗi bởi vì mình muốn đặt quyền lợi, hạnh phúc, bình an của gia đình lên trên cái tôi của chính mình. Chỉ có điều có những người coi cái tôi quá lớn, và vì thế lời xin lỗi đối với họ gần như không bao giờ thực hiện được. Tất cả họ luôn luôn biện minh cho những hành động, ngay cả cái sai trái của họ, thì họ biết rằng người khác cũng có sai. Ở đây chúng ta muốn nói đến học gương tình yêu của Chúa Giêsu, bởi vì nó đi từ lãng mạn rồi đến chết đi. Và khi Ngài chết, không những chỉ chết mà chết trên thập giá, nói theo danh từ của Thánh Phaolô viết trong Philippians, chết trên thập giá. Và vì Ngài vâng phục chết trên thập giá, cho nên Thiên Chúa đã ban cho Ngài một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, mà mỗi khi nghe đến tên Giêsu thì mọi loài trên trời dưới đất và trong âm phủ phải bái gối tôn thờ Ngài là Chúa. Tình yêu nó đòi hỏi như vậy, nó đòi hỏi hy sinh, nó đòi hỏi phó thác. Và đó chính là gương mẫu của tình yêu, gương của Chúa Giêsu. Chúng ta đưa một vài câu kinh thánh để hiểu. Trong thư gửi cho trong thư của thứ nhất của Thánh Phêrô, Ngài viết: "Thật vậy, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Ngài." Nếu tình yêu mà không có đau khổ thì không biết đó có thật sự là tình yêu không. Bởi vì chúng ta cứ theo định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, mà bây giờ Ngài để cho chúng ta một gương mẫu của đau khổ. Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Nhiều khi chúng ta nói đến vai trò làm cha, làm mẹ, và chúng ta sẵn sàng chết cho con cái. Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ mình có thể chết cho chồng, cho vợ mình được không? Mà nếu nói theo thần học Công giáo, thì chính vợ chồng mới nên một, chứ không phải cha mẹ với con cái. Cha mẹ với con cái có một dạng tình yêu thiêng liêng, mà có lẽ chúng ta hy sinh một cách dễ dàng, chỉ bởi vì dù muốn hay không, chúng ta nằm trong một cái gọi là thế thượng phong. Chúng ta là cái cá, chúng ta ban phát tình yêu cho con cái. Và khi đứng ở vị thế ban phát, chúng ta cảm thấy tự hào, bởi vì mình có thể chết cho người khác, là bởi vì mình có thể làm chủ được người khác. Mình chết cho nó bởi vì mình là chủ, nó chỉ là một tớ, nó chỉ là một sản phẩm, một sở hữu của mình. Khi nói đến vợ chồng, nó không còn là sản phẩm, nó không còn là sở hữu, mà cả hai là một, ở trong đó có sự bình đẳng, thì chúng ta lại không dám chết cho nhau. Nói cách khác, có những lúc chúng ta hy sinh cho người nghèo là bởi vì việc chúng ta cho người nghèo làm cho chúng ta cảm thấy tự hào mình hơn họ, chứ chưa hẳn chúng ta đã yêu thương họ. Chúng ta chết cho con cái bởi vì dù muốn hay không, nó không làm gì được, nhất là khi nó còn nhỏ. Và vì thế hành động vô cùng anh hùng của mình là một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu không cần đòi hỏi sự đền đáp. Cho một đứa con nít, nó không thể đền đáp được. Vì thế cả thế giới phải khâm phục mình. Đây không phải là loại tình yêu Chúa Giêsu nói. Ngài nói không có tình yêu nào cao hơn tình yêu của người đã thí mạng sống, không phải cho con cái mà cho bạn hữu mình. Nếu chừng chúng ta có dám chết cho con cái là chuyện quá dễ. Nói thì nó khó, nhưng tôi nghĩ 100% những ông bà anh chị em ở đây, nếu cần phải chết để cho con cái sống, tất cả chúng ta làm được. Nhưng không biết có ai dám chết cho người chồng, người vợ của mình hay không. Bởi vì nó đòi hỏi một sự hy sinh hoàn toàn khác. Một sự hy sinh ở trong đó không phải chỉ có mình là người làm chủ, mà lúc đó mình trở thành một vai trò tôi tớ,
là một con người gần như bị người khác sử dụng. Nói cách khác, mình chết cho một con người mà trong đó mình không có quyền làm chủ, mình chỉ có biết vâng phục mà thôi. Và chính vì sự vâng phục làm cho bản tính con người kiêu ngạo của mình không chấp nhận được, cho nên chết cho con, hy sinh cho con thì tôi làm cho ông, làm cho bà, tôi không làm. Con người của chúng ta hiểu sai, hiểu sai về tình yêu, hiểu sai về căn tính của hôn nhân, mà lẽ ra hôn nhân từ ban đầu cả hai trở nên một, mà đó là mấu chốt. Chuyện gì đã làm cho chúng ta không dám hy sinh cho nhau? Thưa, tính ích kỷ của mỗi một con người. Con người của chúng ta sinh ra tự nhiên đã có những tính ích kỷ riêng của mình. Ai cũng muốn cho con người mình thoải mái, ai cũng muốn hơn người khác. Có bao nhiêu người mà muốn đi hầu hạ người khác bao giờ? Nhưng người ta quên một điều, chính những con người dám hạ mình để hầu hạ người khác mới là những người thật sự dũng mạnh. Họ dũng mạnh và họ tự tin đến độ họ có thể làm được việc mà người khác không làm được. Ở trong tình trạng của gia đình, có những người chồng lúc nào cũng vinh vang, xuống đông thì đông tỉnh, lên đoài thì đoài tan, bởi vì làm trai thì cho đáng nên trai mà. Có những người nghĩ rằng đã sinh ra ở trong trời đất, mình phải để lại một cái danh gì với núi sông, cho nên bước về nhà mình cũng đập bàn làm những việc mà vợ con phải sợ. Họ quên rằng tất cả những cái đó không nói lên chí khí của một con người, bởi vì chí khí của một con người là họ có thể tự tin làm chủ và tự do tuyệt đối đến độ họ có thể làm được bất cứ điều gì họ muốn. Khác với những người họ không làm được những gì mà họ muốn. Những người mà đứng ra để làm chủ người khác mà khi có ai phản đối thì bắt đầu họ bực tức, họ giày vò. Khi vợ con đứng lên tiếng để phản đối thì bắt đầu họ đập bàn, họ đập ghế, bởi vì họ không chịu đựng được. Nhưng đối với những con người tự tin tới độ họ có thể làm được mọi sự, đó mới chính là tự do tuyệt đối. Tự do có thể họ phó thác mình cho người khác, đó cũng là một sự tự do, mà tự do tuyệt đối. Hãy nhìn vào Đức Giêsu Kitô. Ngài chết không phải bởi vì Ngài thua, Ngài chết không phải bởi vì Ngài không chiến thắng được thế gian, nhưng là Ngài chết một cách nhục nhã. Những người khác cho là nhục nhã, nhưng về phương diện trí thức cũng như ý thức của triết học và thần học, chính Ngài là người đang có một tự do tuyệt đối đến độ mình có thể làm điều mình muốn, ngay cả khi những người khác cảm thấy họ không thể làm được. Có những bà vợ, có những ông chồng mà nhiều khi chính mình tự hạ mình xuống, và ngay cả khi bị những người khác dèm pha chỉ trích mà họ vẫn cứ phục tùng chồng, phục tùng vợ, phục tùng con, là bởi vì chính họ là những con người tự tin, khẳng khái, đáng kính trọng. Họ đang nắm giữ một tự do, mà tự do tuyệt đối đến độ họ có thể làm điều mà chúng ta những người phàm làm không được. Đừng nhìn lầm, đừng đánh giá lầm, bởi vì ở trong đời này nhiều khi người ta đánh giá bằng những cái vinh vang ở bên ngoài, mà người ta quên chính việc làm chủ trí óc mới chính là tự do, chứ không phải làm chủ những hành động bên ngoài. Rồi ở trong tình yêu, tình gương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy chấp nhận để cảm thông. Ở trong thư gửi cho tín hữu Do Thái, tác giả viết: vị thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Ở đây tác giả muốn nói vị thượng tế là Đức Giêsu Kitô. Ngài không phải là đấng không biết cảm thông những nỗi yếu hèn, không phải là Ngài không biết chúng ta đau khổ, bởi vì Ngài cũng chịu khổ, Ngài cũng xuống thế, Ngài cũng bị đánh đập và cuối cùng bị đóng đinh. Cho nên Ngài hiểu hết tất cả những gì chúng ta đang trải qua. Ngài chỉ khác chúng ta một điều là Ngài không phạm tội mà thôi. Vợ chồng thì phải có sự cảm thông, mà sự cảm thông nó đòi hỏi là phải hiểu được người phối ngẫu của mình. Rất nhiều lần tôi đã nói đến cái sự cảm thông này ở trong đời sống của vợ chồng. Bởi vì nếu trường hợp chúng ta không thông cảm được với nhau, chúng ta không hiểu được những cái nỗi đau khổ với nhau, thì chúng ta biết tâm sự với ai? Vợ chồng đầu ấp tay gối. Vậy mà nếu trường hợp đồng sang dị mộng thì bây giờ không lẽ đem ra để tâm sự với con cái sao? Hay là đem ra nói chuyện với những người khác sao? Đừng trách tại sao có những lúc vợ, có những lúc chồng đi ra ngoài gặp những người khác, họ cảm thấy vui, họ cảm thấy họ có thể tâm sự được.
Họ đến nhà xứ, họ tham gia ca đoàn, họ cảm thấy vui mỗi một khi họ tránh xa chồng, họ tránh xa vợ. Họ cảm thấy cuộc đời nó tươi trẻ, họ cảm thấy như là được giải thoát. Thưa, bởi vì chính chúng ta đang tạo nên tù ngục cho nhau khi chúng ta không cảm thông những nỗi đau khổ của nhau. Thay vì những người vợ, những người chồng là những người mình có thể tâm sự được. Anh à, em cũng biết tại sao em như thế này, em buồn, em có những điều mà em muốn nói với anh. Nhưng chưa mở miệng ra thì ông đã bắt đầu quát tháo. Rồi cũng có những lúc ông cũng có những cái tâm sự buồn của ông. Nhiều khi ông cũng muốn nói cho bà biết là tại sao ông đi uống rượu. Một phần là bởi vì ông yếu đuối, nhưng mà một phần đằng sau đó nó có biết bao nhiêu cái uất ức. Chưa mở miệng ra thì ông đừng có nói nữa, ông là gương xấu cho mọi người, tôi bước ra đường nhục nhã vì ông có biết không? Nếu trường hợp mà chúng ta không cảm thông thì đừng trách tại sao những người này họ đi tìm những người khác để chia sẻ. Bởi vì không ai trong chúng ta có thể gánh nổi những gánh nặng một mình. Chính Chúa Giêsu Ngài cũng không chịu nổi, làm sao chúng ta? Trên đường Ngài vác thập giá từ dưới dinh Phi-la-tô về đến đồi Gô-gô-tha, Chúa Giêsu không vác nổi một mình. Bởi vì nếu không có ông Simon vác đỡ, chắc Ngài đã chết trên đường rồi, khỏi cần phải đóng đinh Ngài trên đồi Gô-gô-tha. Simon là ai? Thưa, là một người hoàn toàn không ai biết, một người từ ngoài đồng đang đi làm về, một người xa lạ đã bị những quân lính bắt đưa vào vác lấy thập giá. Ông là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng chính nhờ sự xa lạ đó mà Chúa Giêsu đã đi lên đến đồi Gô-gô-tha. Anh chị em của chúng ta nhiều khi chỉ có đi tham gia ca đoàn, bước ra đi làm việc toàn là những người hoàn toàn xa lạ, gặp một người chưa bao giờ biết đến, lên một chiếc máy bay, đi trên một chiếc xe bus. Vậy mà bởi vì không nói được với chồng, không nói được với vợ, cho nên ít nhất cũng có những người dù là xa lạ họ nghe, họ hiểu mình. Cảm thông là một điều hết sức cần thiết, và có những trường hợp mà anh chị em cũng cần những người giúp đỡ có tính cách chuyên môn. Ý tôi muốn nói tới những counselor. Rồi vâng phục đến chết. Ở đây Chúa Giêsu Ngài yêu đến độ Ngài chết và chết trên thập giá như tôi đã nói. Rồi ở trong tình yêu của Chúa Giêsu nó có cái điểm là vị tha. Ngài đến để phục vụ, không phải để được phục vụ mà để phục vụ. Ngài đến để cho người khác được cứu rỗi. Ở trong thư của Gioan, phúc âm của Gioan chương 3, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống đời đời. Tình yêu nó như vậy đó. Tình yêu đến để cho người khác được sống. Ở đây có ai biết Khái Hưng là ai không? Văn, mình thì giờ tuổi này lớn mình biết hết rồi. Tự lực văn đoàn biết hết phải không? Khái Lưng, Khái Hưng có một cái câu chuyện ngắn thôi. Cái câu chuyện Anh Phải Sống, nhớ không? Nhớ hai tác giả, hai cái nhân vật chính ở trong đó là ai? Anh gì? Anh... Dạ? Anh... Đúng không phải, dạ? Không phải anh Võ, không phải anh Võ, không phải anh Võ. Anh tên là anh gì, quên mất tên rồi. Hai, hả? Văn Trường Việt Nam, văn hết ra ngoài, dạ? Gì? Không, nói ra là con nhớ liền. Nhưng mà ở trong đó nó nói lên được hai vợ chồng nghèo lắm, nghèo mà tới rất bồng tơi, nghèo mà từ đời này qua đời kia đó hả. Rồi hai người sống khổ cực, mà làm ăn cách gì ở trong làng, chỉ có biết đi gọi là đi làm thuê làm mướn thôi. Sống mà nghèo khổ tới độ mà người ta nói là gánh cực mà đổ lên non, cong lưng mà chạy cực nó còn chạy theo, là cái gia đình này. Rồi hai gia đình sống sinh ra được ba đứa con hả? Tên năng gì quên mất cái tên này rồi. Anyway, sinh được ba đứa con, sống trong nhà rất là cực khổ. Thường thường thì hai vợ chồng cứ đi làm thuê làm mướn. Một ngày kia nước mưa rất là lớn, mà mưa ở trên nguồn trước, mưa ở dưới này sau. Cho nên mưa ở trên nguồn thì nước nó đổ về, rồi những cái cây nó đổ, cho nên nó trôi về trên dòng sông. Thế là anh bắt đầu ra để mà bơi ra để mà lượm, lượm những cái khúc gỗ đưa vào, và hy vọng cứ mỗi một khi mình lượm được một khúc gỗ thì mình thêm được một chút tiền. Cho nên hai vợ chồng bơi thuyền ra để mà lượm. Không ngờ đến khi đang lượm gỗ như vậy thì trời mưa lớn quá và nước mạnh. Cuối cùng thì thuyền bị lật. Khi thuyền bị lật thì anh cố gắng bơi vào bờ, và chị cũng bơi. Bơi được một lúc thì chị không bơi nổi nữa. Anh mới nói với chị là hãy bám lấy vai. Rồi hai vợ chồng cố gắng bơi vào bờ. Nhưng mà cái kết thúc của câu chuyện ngắn mà Cái Hưng biết thôi. Đang bơi như vậy thì chị ta mệt quá, và chị ta nói với anh: Anh à, còn cái hiểm, cái gì đó, có ba đứa con đó hả? Nói tên từng đứa một, có đúng không? Nói tên ba đứa con, xong xuôi rồi đó, chị ta mới nói với anh như thế này: Anh phải sống. Và chị ta buông tay ra, trôi theo dòng sông, chết. Câu chuyện rất cảm động, rất hay, rất ngắn.
Nó nói lên được tình yêu là để cho người khác sống là như vậy. Ở đây là tình yêu của cha mẹ, nhưng mà trong đó nó cứ chứa đựng tình yêu của vợ chồng. Anh này rất muốn cứu chị, nhưng anh không làm gì được, bởi vì nước lớn, nước cuốn mạnh. Cho nên chị biết nếu chị cứ bám thì cả hai cùng chết, cuối cùng thì chị chết. Ở trong này chúng ta thấy Chúa Giê-xu nói làm sao? Ta là bánh hằng sống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời, và bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Chúng ta quá quen với câu nói này, không phải là việc Chúa Giê-xu cho chúng ta bánh ăn, mà chính anh chị em là những người đã đổ mồ hôi sôi nước mắt, đổ máu mình ra để cho con cái mình nó được trưởng thành. Nhưng ở đây tôi muốn nói, không phải vấn đề là nuôi con. Ở đây tôi muốn nói, liệu chừng chúng ta có hy sinh được ở trong vai trò của vợ chồng với nhau hay không? Đức Kitô chết cho chúng ta, như Đức Kitô đã yêu chúng ta, và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa, tựa hương thơm ngào ngạt. Tất cả những ý tưởng này, nó chỉ chung quy có một điều thôi, là chính Đức Giê-xu Kitô đã chết cho người khác được sống. Tôi nói đến sức mạnh của tình yêu. Ở đây chúng ta nói tình yêu nó mạnh như sự chết ở trong sách Diễm Tình Ca. Thật sự nếu mà nói mạnh như sự chết thì ở trong sách Diễm Ca, còn chúng ta ngày nay chúng ta phải nói là tình yêu nó mạnh hơn cả sự chết, bởi vì khi con người đã yêu rồi, cái chết không đe dọa họ. Tôi đọc một vài chuyện. Ngày 12 tháng 1 năm 2015, có hai trẻ quấn dây điện ở gần khu vực Gia Lâm, Hà Nội. Em trai 24 tuổi, em gái 22 tuổi, không có bỏ tên ở đây, chết. Hai em quấn dây điện chăm mình chết, chỉ bởi vì gia đình cấm không cho hai em lấy nhau. Chúng ta không nói tới hành động ngu muội của các em, chúng ta chỉ nói rằng trong khi tình yêu nó chiếm đoạt con người của hai em rồi, thì cái chết không còn đe dọa nó nữa, bởi vì nó muốn nếu được thì chết chung với nhau. Ngày 5 tháng 9 năm 2014, có hai em có quan hệ huyết thống bà con, yêu nhau, bị cấm, cho nên hai em đã về Phú Yên thuê phòng ngủ và uống thuốc tự tử trong tư thế ôm nhau. Một lần nữa, chúng ta có thể cho đó là hành động ngu muội, nhưng trong tình yêu thật, các em không sợ chết. Ở đây tôi muốn nói tới một cái thư của một chị tên là chị Mỹ Nhân, có dịp tôi đọc rồi cũng rất là hay. 38 tuổi, ở xã An Xuyên, Cà Mau. Chị treo cổ chết vào ngày 24 tháng 4 năm 2013. Chị để lại một bức thư như thế này. Anh ơi, trong hoàn cảnh gia đình mình quá nghèo khổ, em không sống nổi với anh và các con. Từ một tháng qua, em bị bệnh nằm xuống nhưng không ngủ được. Em nhớ đến nợ nần, đến tiền học phí của các con, đến sự khổ cực cả đời của anh. Em đã cố gắng lắm rồi. Em chạy tiền bằng mọi cách để trị bệnh, để lo đóng học phí cho các con, nhưng có ai cho mình mượn, cho mình vay đâu. Rồi chị viết cho các con: các con ơi, các con bằng tâm ngân. Các con đừng trách mẹ, mẹ khổ nhiều lắm. Mẹ chạy tiền cho các con ăn học, bây giờ nợ nhiều lắm. Mẹ đã đi van xin được cấp sổ hộ nghèo để mẹ vay tiền đóng học phí cho các con, nhưng không ai cho gia đình mình là nghèo hết. Mẹ chết đi để giảm gánh nặng cho cha con, để phù hộ cho cha con được trúng số độc đắc, để chính quyền thấy mình thực sự khổ rồi cấp sổ hộ nghèo, vay tiền đóng học phí cho các con. Các con cố gắng vươn lên học tập đổi đời, đừng để cho cha các con phải khổ. Anh Bảo ơi, chị viết cho chồng của chị, anh ra hội chữ thập đỏ xin hòm để liệm em, đừng mua tốn kém lắm, dành tiền lo cho các con của mình ăn học nghe anh. Đây là một câu chuyện có thật, đây là một lá thư trích ra từng đoạn một, và câu chuyện này chúng ta nghe nhiều để nói lên được tình yêu nó mạnh hơn sự chết. Bởi vì khi con người nghĩ đến chồng, nghĩ đến con, nghĩ đến những người khác, và một hành động chúng ta có thể cho là điên cuồng, nhưng nói lên được một tình yêu hết sức thật, và họ vào một thế mà chúng ta gọi là không còn lối thoát. Đây là những con người thật sự cảm nghiệm được tình yêu, mà đứng trước cái chết họ không còn sợ. Nói như ở trong thư gửi cho Philippians, với Thiên Chúa chúng ta có thể làm được mọi sự. Vì thế tình yêu làm cho con người, như ở trong thư Philippians, tình yêu làm cho chúng ta làm được mọi sự. Nếu chúng ta hiểu được tình yêu là tình yêu thật đến từ Thiên Chúa,
Thì ở đây tôi muốn nói đến điều mà Thánh Phaolô căn dặn chúng ta ở trong thư gửi cho tín hữu Corinto. Giá như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có đức mến, tức là tình yêu đó, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn trũng trệ xoan xoãn. Giá như tôi được ơn nói tiên tri và được biết đến mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin để chuyển núi dời non mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri cũng chỉ nhất thời, nói các tiếng lạ chăng có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư rồi cũng chẳng còn. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Đây quả là một bức thư tuyệt vời của Thánh Phaolô. Ở trong đó Thánh Phaolô nói đức mến hay tình yêu nó cao trọng hơn tất cả những ơn thiêng khác. Ơn nói tiên tri, ơn biết điều bí nhiệm, ơn chuyển núi dời non. Ở đây chúng ta nói tới đem gia tài bố thí, nếu trường hợp mà chúng ta có làm được tất cả những cái việc này, nộp thân xác để thiêu đốt, tất cả những việc này, mà nếu chúng ta không có tình yêu thì nó hoàn toàn vô nghĩa. Vậy thì tình yêu nó như thế nào, đòi hỏi cái gì? Nó có 15 cái phẩm chất mà Thánh Phaolô đưa ra ở đây. Tình yêu trong đời sống hôn nhân, thứ nhất là phải biết nhẫn nhục, một sự nhịn chín sự lành. Nhẫn nhục là một điều hết sức khó làm, bởi vì nó làm cho con người chúng ta phải thua kém người khác. Tôi nói khi chúng ta mở miệng xin lỗi, không phải bởi vì mình có lỗi, mà bởi vì mình muốn gia đình mình được hòa thuận êm ấm, và mình đặt vấn đề bình an hạnh phúc trong gia đình cao hơn cái tôi của mình, cho nên mình mới nhẫn nhục mình chịu đựng. Một sự nhịn chín sự lành, ai cũng biết, chỉ có điều mình nhịn không được. Tình yêu đòi hỏi việc đầu tiên là phải nhẫn nhục, rồi hiền hậu. Hiền hậu tự bản chất của tình yêu, tôi không nói hiền hậu ở đây là những con người tự bản chất là hiền, nó hiền như ma sơ, tôi không nói như vậy. Nhưng mà tôi nói tình yêu nó làm cho con người mình hiền. Ở đây có ai là sư tử Hà Đông không? Chắc không. Nhưng mà nhiều khi bản thân của chúng ta là các bà đó, nhiều khi cũng giận dữ, cũng la mắng cũng được, bởi vì đó là cái căn tính của mình. Nhưng mà tôi đang nói tình yêu nó biến chúng ta trở thành những con mèo ướt, bởi vì tự bản chất tình yêu nó làm cho chúng ta hiền hậu. Hãy nhìn con cháu của mình, con của mình là mình biết ơn ai cả. Trời ơi, cái thằng này tướng trời lắm, cái con này trời ơi nó đánh đá lắm, vậy mà đến khi nó gặp thằng đó nó đứng nó ống eo, nó hiền hậu là bởi vì tình yêu thuần phục nó. Rồi đến khi nó về nó ở, rồi lúc đó nó mới lòi mặt thật ra. Nhưng mà tôi đang nói tới cái tình yêu làm cho con người nó hiền hậu. Có bao giờ hai đứa nó đang yêu nhau mà nó tới với nhau gần sừng sổ đâu không? Con mình biết mà. Trời ơi, nó trả lời, nó nói chuyện với mình bóp chát. Vậy mà khi nó nói chuyện với thằng, nó lạy Chúa tôi, mình ước gì mà nó lúc nào cũng vậy. Nó e lệ rồi, nó lượng qua, nó lượng về lạy Chúa tôi, mình đâu có biết nó là con mình đâu. Tình yêu nó làm cho con người mình tự nhiên hiền hậu. Mà đó là đòi hỏi, nó e lệ, nó khép nép, rồi lời ăn tiếng nói của nó nhẹ nhàng. Trời ơi, nó nói mà mình nghe nó dễ thương vô cùng.